Còn đây là những hình ảnh trong khoảng thời gian mà các trang mạng xã hội và báo đài nước ngoài cho rằng Thức đang tuyệt thực, đang nguy hiểm đến tính mạng. Trái ngược với hàng loạt thông tin nóng, bóp méo trên mạng xã hội, Thức vẫn bình thản sinh hoạt, giải trí như mọi ngày. Và chắc chắn không thể không ăn, không uống. Không chỉ ăn uống đầy đủ, Thức còn được chăm sóc chu đáo, tận tình về sức khỏe. Thiếu tá Đỗ Doãn Tình, bác sĩ của trại giam số 6, vẫn thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe định kỳ đều đặn cho Thức. Điều hài hước là sau những thông tin về việc Thức tuyệt thực, tính mạng nguy hiểm, thì hiện tại Thức đã tăng lên những 4 kg. Có thể cắn không? Thơ tủ ra không? 14 cho 13, 48 thân nhân chung. Thân nhân chung. Thân nhân chung. 13, 14, 14. Thân chung. Thân nhân. Thân nhân. Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngày bắt. 14 tháng 5, 19. Phải. Thì sao không? Tiếp sự đánh của bệnh nhân tỉnh không? Không. Cho cao anh không? Mẹ bị từ. Mà ta nhìn rõ không? Kéo đẹp kiếm lão. Đấy. Hay được gửi. Cả hai bên này. Nó mặc anh thức người ta rồi đấy à. Lâu nay nó giữ nguyên. Thầy dừng dây rồi mà. À, nhưng mà lâu nay giữ nguyên rồi. Nhân là đừng cái tấn thân... Này. Sau 9 kia rưỡi. Mấy? Sau 9 kia. Sau 9 kia rưỡi. Rồi đến mày ra đây. Người thể trạng trung bình mà nhịn ăn nhịn uống khoảng 3-4 ngày thì sẽ dẫn đến tình trạng là rối loạn nước điện giải, thiếu hụt chất dinh dưỡng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Từ thời điểm mà dư luận cho rằng anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực nhiều ngày đấy, thì trong khoảng thời gian này tôi kiểm tra sức khỏe cho anh hàng ngày thì tất cả các chỉ số sống như hô hấp, tim mạch và huyết áp đều ổn định. Và từ thời điểm đó đến nay thì anh Thức đã tăng lên đến 4 kg.